Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Để Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn sửa chữa trực tiếp một cái mạch điều hòa Nagakawa. Mạch này thì mình cũng nhận sửa cho anh em thợ. Thì anh em thợ có nói là cái máy này là vẫn bật lên được, nhưng mà một lúc thì thấy báo lỗi và không thấy cái quạt giảm lạnh chạy. Thì mình cũng mới nhận của anh em thợ, thì bây giờ mình có mới có thời gian để sửa chữa cho anh em thợ, thì tiện mình sẽ làm cái clip để chia sẻ cũng như là hướng dẫn các anh em sửa chữa trực tiếp một cái bo điều hòa bị một cái ban bệnh như anh em nó kể. Bây giờ mình tiến hành cắm điện vào và kiểm tra thử xem là hiện tượng của nó hư hỏng như nào. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải xác định là cái chân cấp nguồn 220 cho cái bo này nó nằm ở chỗ nào. Thì các bạn để ý nhé, bất kỳ một cái bo mạch điều hòa nào ấy thì cái nó đều có cái dơ le cấp điện lốc, có cái cầu chì đi kèm với lại con bảo vệ nguồn và ngược chống quá áp. Và các bạn để ý là gì, ở đây nó có một cái rắc cắm có nhiều chân mà nó ghi N tức là chân chung đấy. Thì nguyên lý của cái bo mạch điều hòa bất kỳ mono nào cũng như là dòng inverter thì nó cũng sẽ phải cấp nguồn cái chân N chung, và nó có cái quy định là N cắm chung rồi, thường là dây màu xanh và một dây là sẽ cắm ở trên. Đối với máy mono thì một dây sẽ cắm ở trên một trong hai cái chân của dơ le này, và các bạn thấy để ý dưới chân nó có ký hiệu chữ L đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ấy cách, bạn nào chưa nắm được chúng ta sẽ cái cách cấp nguồn như nào. Đầu tiên mình sẽ cắm một chân vào chân N. Đây mình sẽ cắm dây màu xanh cho quen thuộc, các bạn quen thuộc, nhưng thực ra mình cắm dây nào cũng được. Thì các bạn thấy là cái chân N này ta dùng hồ thang đo chung 1, thang đo nhân 1 rồi kiểm tra này. Đấy, đồng hồ mình pin hơi yếu. Các bạn sẽ thấy chân N này thông thẳng vào gì, một chân của con bảo vệ nguồn này. Các bạn lần này đây, lật ngược lại thì các bạn thấy là cái chân này nó thẳng vào chân con bảo vệ nguồn đấy. Thế thì một chân còn lại nó sẽ cấp ở trên một trong hai chân của dơ le này. Thì các bạn cứ đo cái chân nào thông với cầu chì này, chân nào thông với cầu chì thì chân đấy chính là chân cấp nguồn, chân còn lại là chân gì, cấp dơ lốc đó. Chân này thông với cầu chì thì các bạn cắm vào chân này, chân còn lại là ra cấp dơ lốc. Rồi, như vậy là mình đã cắm được cái chân cấp nguồn. Thì cái bo này thì người ta sử dụng cái nguồn nuôi cái bo mạch này là cái nguồn biến áp. Biến áp thì ở đây người ta có cái chân cắm đây rồi. Đó, mình cứ tiến hành cắm vào. Lắp trả cái cao su bảo vệ chống nổ cầu chì bắn thủy tinh. Cái này nó chỉ có nhiệm vụ là khi cầu chì nó bị nổ vỡ thì nó không bị bung cái thủy tinh ra gây nguy hiểm. Rồi, thế thì anh em nó kể cái bệnh này liên quan đến quạt giảm lạnh không chạy. Chúng ta muốn thử một cái máy thì chúng ta cần phải có đầy đủ là chúng ta cần phải có gì, nguồn cấp là biến áp này. Nếu mà nó sử dụng nguồn biến áp tuyến tính thì chúng ta phải có nguồn biến áp tháo về, hoặc là chúng ta có cái nguồn ở nhà thì chúng ta chuyên dùng để sửa chữa. Thứ hai là chúng ta phải có sensor đầy đủ, hai sensor, sensor gì, sensor dàn đồng và sensor phòng nhiệt độ phòng đó, có cái mặt hiển thị để chúng ta có thể bật ra chạy được. Hoặc là chúng ta phải dùng cái gì, làm sao để chúng ta phải có cái mặt để có cái nút bấm chạy tự động, hoặc là cái mắt nhận khiển để chúng ta có thể thử máy. Đây, mắt nhận khiển đây và cái nút bấm ô tô chạy tự động nó nằm cùng trên một cái vị như này. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm quạt.
ta sẽ cắm quạt ra quạt đây. Đây mình đã có sẵn một cái quạt. Thì các bạn cái tốt nhất là cái quạt của nó thì các bạn tháo về được thì càng tốt, mà không tháo về được thì chúng ta mà sửa chữa thì chúng ta phải có một cái quạt để chúng ta cắm cho nó, chúng ta thử. Chúng ta chỉ cần cắm đúng chân là hầu hết là nó sẽ chạy phù hợp. Đấy. Thế thì về việc xác định cái chân cắm của một quạt bất kỳ cho một cái máy thì mình sẽ hướng dẫn ở cái clip khác. Thì hôm nay thì mình sẽ cắm luôn. Quạt này của mình là gì? Quạt điện của mình ở đây theo như sơ đồ người ta vẽ ở trên này thì là gì? Đen chung, trắng chạy, đỏ đề. Đó, đây của tôi là của mình là đen chung, trắng chạy, đỏ đề. Thì nhìn vào một cái ba cái chân cắm điện ở đây, ba chân cắm điện này thì các bạn cứ quan sát cái con tụ này, con tụ quạt này. Hai chân của con tụ quạt thì cái chân nào mà đứng một mình, đứng rời như này. Cái chân, hai chân của con tụ quạt này thì một cái chân nó đứng một mình từ chân tụ này chạy thẳng ra cái rắc cắm này thì chân đấy chính là chân đề. Cái chân còn lại mà chạy về cái rắc quần cắm đó chính là gì? Chân chạy. Đấy, thì còn chân còn lại là chân chung. Đấy nha, các bạn để ý nhé, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta nếu bạn nào chưa biết thì mình hướng dẫn để các bạn biết, còn các bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua cái bước này. Là chúng ta cứ nhìn vào cái rắc cắm quạt ấy, chúng ta phải biết cái quạt của chúng ta là gì. Trước hết đầu tiên chúng ta phải biết quạt của chúng ta là gì, ba cái dây cấp điện nó là dây chân chung chạy đề là những dây gì, dây màu gì. Ở đây theo cái sơ đồ người ta của nhà sản xuất người ta quy định thì là giờ đây là gì, đen chung, trắng chạy, đỏ đề. Đấy, thế ở đây mình xác định là cái chân một mình, chân mà cái chân tụ mà đứng chạy một mình về cái giác cắm quạt này luôn, cái chân giữa này là nó chạy thẳng từ con tụ này về đây luôn. Như vậy chân là chân đề, chân còn lại còn tụ chạy về nguồn, chân này chính là chân chạy. Mình sẽ cắm luôn. Đen chung trắng chạy đỏ đề. Như vậy là của mình là gì? Rắc này bị ngược giữa hai chân này với nhau. Ta sẽ đổi chân. Mình sẽ đổi chân luôn. Mình sẽ đổi hai chân chạy và chân với nhau, chân đề mà để nguyên. Chân đề đứng ở giữa. Chân khởi động, mình quên gọi chân đề. Đó, như vậy mình sẽ phù hợp là gì? Đấy, cắm vào thì của mình sẽ là gì? Đen chung, đen chung, trắng chạy, đỏ đề. Đề là chân về chỗ chân tụ đứng một mình, còn dây trắng là thông với chân tụ mà nối về nguồn. Rồi, thế bước tiếp theo, bước tiếp theo là để mà cắm nốt cái quạt thì nó có một cái dây tín hiệu của cái IC hand, tức là chân điều tốc quạt. Trong cái quạt này có một cái mạch có gắn IC hand để kiểm soát cái tốc độ quay của cái quạt này, gọi là mạch điều tốc. Thế thì ở đây nó trên cái bo mạch bao giờ người ta có sẽ một cái rắc ghi CD, ở đây nó ghi là CN gạch ngang PG, tức là gì? Chân rắc cắm của cái tín hiệu phản hồi quạt. Ở đây người ta cũng giới thiệu chân luôn. Chân phía đầu tiên bên tay trái là ghi cộng 5V. Chân giữa ghi là SC, tức là chân tín hiệu về đấy, tín hiệu về của súng hèn đấy. Chân tiếp theo ghi GND, tức là chân mát. Thì để mà xác định, nếu như người ta không có ký hiệu thì các bạn xác định cái chân này như sau. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ dùng đồng hồ đo thang đo ôm nhân 1. Nhân 1 như này. Chúng ta sẽ đo cái gì? Đây là giác cắm ba chân của nó. Chúng ta sẽ đo cái chân nào mà nó thông về. Ở đây các bạn để ý này. Ở đây chúng ta có hai tụ lọc nguồn. Đó. Ở đây người ta dùng nguồn đôi 8 diode, tức là gì? Hai dây này sẽ nắn một nguồn, hai dây này nắn hai dây đen nắn một nguồn và hai dây xanh nắn một nguồn. Ở đây thì người ta sử dụng hai dây đen dùng để sinh nắn nguồn 12V lọc vào con tụ to này. Thế còn hai dây xanh dương này thì người ta dùng để nắn cái nguồn 5V. Và bốn con diode này sẽ là nhiều bộ nắn 5V và bốn con diode này nắn nhiều bộ nắn nguồn 12V. Như vậy cái biến áp này người ta dùng hai nguồn rời luôn. Đấy, thay vì người ta sử dụng nguồn 12V người ta ổn áp xuống 5V thì cái này cái mạch này người ta sử dụng là hai nguồn rời luôn, là hai nguồn riêng biệt, một nguồn 12V riêng và nguồn 5V riêng. Thì người ta 5V người ta sẽ nắn lọc vào con tụ bé hơn này.
thì các bạn cứ để ý ở đây là người ta cái rắc này là sử dụng nguồn 5V. Chính vì thế mà các bạn cứ đo là cái chân nào mà thông về với dương tụ này chính là chân dương 5V, chân nào thông với mát tụ là chân RND, còn chân còn lại là chân tín hiệu về. Thì ở đây là chân con tụ, thì chúng ta sẽ đo vào chân dương này. Các bạn thấy đồng hồ chúng ta chập kim nhé, đó kim lên này. Rồi chúng ta sẽ đo vào trong ba chân bất kỳ của nó. Các bạn thấy cái chân nào mà thông với cái chân dương tụ này à, ở đây thì người ta cái nguồn 5V này thì người ta có dùng một con ổn áp 7805 này nữa. Người ta có dùng một con 7805 này để ổn áp điện 5V chuẩn cấp cho vi xử lý mắt nhận làm việc. Thì các bạn thấy là ổn áp 5V này, người ta sẽ lấy cái nguồn vào của con tụ này, người ta nắn ra nguồn 5V và người ta lọc bởi con tụ này. Như vậy các bạn sẽ thông với con tụ này nhé. IC7805 thì như một số bạn đã biết rồi, trên này người ta có ghi chân in, chân GND và chân out luôn. Đây các bạn để ý cái nếu mà các bạn nghiêng lên thì các bạn có thể nhìn thấy là gì, chân in ở phía bên này, bên phía bên trong này, trong chân giữa là GND và chân ngoài ghi out đó. Hoặc không mà nếu mà các bạn lật lên thì các bạn nhìn cái mặt có chữ của con IC đấy quay về phía mình, bên tay trái ngoài cùng sẽ là nguồn vào là in, còn chân giữa là mát, còn trên tay phải chúng ta là nguồn ra 5V. Và nguồn ra 5V của nó thì bây giờ người ta sẽ lọc qua một con tụ, lọc nguồn lọc lại này để ổn định điện áp. Thì các bạn sẽ đo với con tụ nhỏ này. Đối với chân dương 5V ấy thì nó phải thông với con tụ bé này, còn chân mát ấy thì nó hòa chung nhau, thì bạn có thể đo với bất kỳ một con tụ nào nguồn đầu ra như này đều thông. Đây. Các bạn xác định chân mát này, ví dụ chân mát của cái giắc cắm này này. Thì các bạn cứ để bất kỳ mát của một con tụ nào trong cái mạch tụ hóa nào thì các bạn đo, các bạn sẽ thấy là đấy. Còn nhìn pin đồng hồ này. Ở trong ba chân đấy thì chỉ có chân này là thông với mát này. Đó. Tất cả các chân này là các bạn sẽ thấy là gì? Thông với mát tụ nha. Hãy thông bất kỳ mát tụ nào. Cái đồng hồ của mình nhé. Pin nó hơi yếu. Mình chưa thay pin được. Đây các bạn đo bất kỳ một cái mát tụ nào thông với một trong ba chân của giác cắm hồi tiếp quạt là chân đó là chân mát. Như vậy chân mát là chân này, chân mát là chân đúng như người ta ký hiệu là GND. Đấy là mình giới thiệu cái cách mà để các bạn xác định nếu như người ta không ký hiệu. Nếu không ký hiệu chúng ta phải biết xác định chân nào là chân dương, chân nào là chân dương 5V, chân nào là chân GND và chân nào là chân về để chúng ta cắm cho đúng. Đó, các bạn thấy này. Thì còn cái chân này thông với con dương tụ đầu ra 7805. Như vậy chân này là 5V. Chân còn lại các bạn thấy nó thông với con trở chạy lòng ngoằng đâu đó về đây về vi xử lý về IC. Như vậy là gì? Con này đúng như người ta đã hướng dẫn là chân này là chân 5V, chân giữa là chân về, chân này chân mát. Chúng ta sẽ cắm vào. Ở đây quạt của mình thì mình đã sử dụng để sửa thường xuyên và mình đã biết cái chân nào là chân dương, chân nào là chân mát nó luôn. Mình đã ghi ra vỏ đây là VCC, GND và chân out. Như vậy chân ngoài cùng của mình đây là VCC là chân 5V. Chúng ta sẽ cắm 5V tương xứng chưa? Chân mát. À như vậy con này của mình là phải đổi chân mát với chân về cho nhau. Đó. Khi mà mình sửa một cái mạch thì chúng ta không nhất thiết là phải tháo tất cả quạt của nó về, vì tháo nó hơi mất công. Chúng ta có thể dùng một cái quạt bất kỳ ở nhà chúng ta để chúng ta có thể đổi chân đúng tín hiệu cho nó, bằng ta sẽ cắm vào và ta sẽ thử được bình thường. Đó, sau khi mình đổi chân thì mình sẽ cắm luôn. Sau khi đổi chân thì mình sẽ cắm luôn như này. Rồi. Các bạn chờ một chút để mình hút cái dây ở đây, chúng ta không nhìn thấy cái quạt nó quay.
Rồi, mình tiến hành cấp điện để thử xem hiện tượng hư hỏng của cái máy này nó làm sao. Mình cắm điện này. Rồi, mình đã bíp. Mình sẽ bật thử xem nó chạy như nào. LED nó bị hư hỏng các bạn. Số nó hơi mờ. Rồi. Rồi này lốc đã đóng và quạt không chạy. Đây mình thử lại các bạn xem nhé. Rồi giả sử mình sẽ cắm cái bóng đèn này thay thế cho cái lốc. Thay thế cho cái lốc máy thì chúng ta sẽ cắm một chân ở dơ le, đầu ra dơ le. Và một chân chúng ta sẽ cắm ở gì? Ở cái vị trí chân nguồn N, chân trung, ngay chỗ vít ta cắm vào như này. Rồi. Ta sẽ cắm một cái chân chỗ cái nguồn N vào như này. Một chân chúng ta cắm ở chỗ đầu ra của dơ le. Ta sẽ thử. Rồi, mình sẽ thử lại. Đấy, cắm điện vào cái quạt nó động cái. Đấy, giờ này lốc đã đóng, bóng đèn đã sáng. Chúng ta chưa thấy quạt nó quay. Đây, các bạn thấy quạt nó không quay. Rồi. Rồi, ngắt lốc. Báo lỗi E6. Ở đây mình để hình ngược của nó là nó hiển thị thuận như này. Cái led này bị mất nét. Này là báo lỗi E6. E6 tức là gì? Quạt không chạy. Đó. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra vì sao mà cái quạt này nó lại không chạy, thì cái lỗi hư hỏng nó thuộc về đâu. Thì một là chúng ta phải gì, một là nguyên nhân là cái quạt này hư hỏng, thứ hai là cái quạt này nó bị gì, chế độ khởi động, và thứ ba là gì, nó bị hư hỏng cái mạch điều khiển cái nguồn cấp cho cái quạt này. Đấy, đấy là những nguyên nhân. Thì chúng ta sẽ vạch ra nguyên nhân của nó và chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra. Tạm thời mình sẽ rút cái bóng đèn lốc này ra cho đỡ chật. Đó. Thế thì mình xin nhắc lại là khi mà cái quạt này nó không chạy thì nó có những nguyên nhân sau. Một là cái quạt này hư hỏng. Tất nhiên nếu là chúng ta thử bằng cái quạt của chúng ta sửa chữa hàng ngày thì cái quạt chắc chắn là chúng ta sẽ không hỏng rồi. Thế còn nếu mà chúng ta sửa tại nhà khách, chúng ta phải kiểm tra cái quạt. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem là nó gì, cái cuộn điện của nó còn. Chúng ta sẽ dùng đồng hồ thang đo nhân 10 hoặc nhân 100. Đó, nhân 10 hoặc nhân 100. Các bạn đo vào 3 dân này. Các bạn đo 3 chân như này. Đó, chúng ta đo nhân 10 này. Các bạn thấy điện trở lên này. Cặp thứ nhất, cặp thứ hai trở lên này, cặp thứ ba điện trở lên này. Như vậy là tạm thời là cái cuộn điện nó không đứt, không đứt đã. Đấy, quạt không chạy mà cuộn điện không đứt thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ thử để chúng ta loại trừ được là cái quạt này hư hỏng hay là cái phần tụ quạt bị hư hỏng hay là cái phần điều khiển cấp nguồn cho cái quạt bị hư hỏng, tức là gì, cái phần điều khiển con chiếc nhỏ này. Các bạn mà để ý ở đây nó được cấp nguồn bằng gì, con chiếc, một con chiếc bé thôi. Đó, đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và nguyên nhân cuối cùng nữa là gì? Mạch điện này thì không có lệnh điều khiển. Không có lệnh điều khiển từ vi xử lý cấp lệnh điều khiển quạt. Thế là gì? Vi xử lý không xuất lệnh điều khiển cấp điều khiển con chiếc này cấp nguồn cho quạt chạy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ loại trừ bằng phương pháp chúng ta thử như sau. Các bạn chú ý theo dõi, mình sẽ hướng dẫn thử rất là nhanh thôi. Khi các bạn nắm được nguyên lý thì chúng ta sửa những căn bệnh như này khá là nhanh. Ở đây mình làm clip hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ làm nó rất là từ từ để cho các bạn nắm được. Thì việc đầu tiên, trước khi các bạn thử thì các bạn phải lần mạch.
chúng ta sẽ tiến hành lần mạch. Ví dụ đây là cái giác quạt này, các bạn để đây là giác quạt thì giác cắm ra cho quạt này. Thế thì cái nguồn cấp của nó là được điều khiển bởi con chân chung này, được điều khiển bởi con jack ba chân này, cái jack ba chân bé này của mình vừa mới chỉ cho các bạn xem đây. Đó, chân T1 nó được mắc với gì, cái chân này chân T1 này, chân T1 nó chạy trong đây. Đó các bạn thấy này, chân T1 chạy đây, chạy qua cái quận gì, quận dây lọc nhiễu này, chạy qua quận dây lọc nhiễu này, chạy qua quận dây lọc nhiễu này. Đấy, chân T1 của chiếc là chạy qua quận dây lọc nhiễu này về chân cắm nguồn, nguồn cấp qua cầu trì. Đây các bạn đi đây, nguồn cấp qua cầu trì, đây cầu trì. Các bạn lần mạch các bạn sẽ thấy như vậy. Thế thì cái chân T2 của nó thì nó sẽ ra gì, ra giác cắm quạt luôn. Rồi chân G nằm ở giữa. Đối với cái loại chiếc bé này thì chân G sẽ nằm ở giữa, chân T1, T2 nằm hai bên. Còn chiếc to thì chân G nằm ngoài cùng. Đấy thì các bạn lần mạch các bạn sẽ thấy là chân G là chạy theo cái đường mạch bé này và thông về IC quang. Đấy các bạn thấy thông về IC quang này, chúng ta sẽ lật lại. Đấy, sẽ thông về con IC quang bé này, các bạn để ý là con IC quang ở đây. Đấy, IC quang. Chúng ta thấy là thông về IC quang. Đầu bên kia của IC quang, tức là chân 1, 2 của IC quang, là các bạn lần mạch các bạn sẽ thấy là gì? Một chân là nó thông về với nguồn cấp, một chân thông nguồn cấp. Đây mình đo cho các bạn xem. Một chân để thông với nguồn cấp. Đây mình chuyển kim đi. Một chân thông với nguồn cấp. Đấy. Đồng hồ mình không lên hết được do pin này yếu, chỉ lên được số 2 thôi. Đây. Thì các bạn thấy là gì? Một chân là thông với dương tụ lọc nguồn 5V. Dương của tụ lọc nguồn 5V chỗ cái IC ổn áp. Đấy, như vậy là gì? Con IC quang này là chân bên này là cấp nguồn 5V. Các bạn thấy nó thông với chân dương tụ lọc nguồn đầu ra. Đây. Các bạn nhìn đồng hồ thấy mình đo nó thông lên đấy. Thế còn chân còn lại thì các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn lần mạch thì các bạn sẽ thấy là nó thông về chỗ này. Chỗ con điện trở cũng như là cái cuộn dây này. Và các bạn sẽ thấy là nó thông về đâu nhỉ? Đây. Thông về con dây câu, thông về điện trở. Tức là gì? Được chân còn lại của IC quang, chân 2 của IC quang là thông về con trở này. Chúng ta chịu khó lần mạch thì chúng ta sẽ sửa được ngay, là chúng ta sẽ biết đường đi đường lại của nó ở đâu. Đó các bạn thấy nó thông này. Như vậy đầu bên kia của con trở là gì? Trực tiếp từ vi xử lý ra. Như vậy để điều khiển con quạt này chạy thì lệnh từ vi xử lý sẽ điều khiển qua con trở này, qua con trở này thì con trở này sẽ điều khiển vào cái chân 2 của IC quang này. Điều khiển vào chân 2 của IC quang. Đấy, điều khiển chân 2 IC quang. Thì IC quang thì chân 1, 2 này nó làm việc thì chân 3, 4 nó dẫn. Thì nó sẽ điều khiển cái chân G của chi ác này. Thì bây giờ chúng ta làm nào? Đây là mình lần mạch để cho các bạn hiểu được cái quy trình làm việc đường đi lối lại của cái việc điều khiển quạt trên cái dịch, một cái mạch điều hòa mono. Thì bây giờ chúng ta để chúng ta sàng lọc xem là cái này nó hư hỏng thuộc về cái phần khối cấp nguồn cho quạt hay là khối lệnh điều khiển. Thì chúng ta sẽ thử như sau. Các bạn vẫn kết nối như mình vừa lúc nãy, kết nối đầy đủ như này. Đấy, sau đó các bạn lật mạch quay lại. Tắt đồng hồ về, chúng ta tắt đồng hồ đi. Tắt đồng hồ về, phải nấc off đi. Rồi. Để sau đấy thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ cắm điện vào. Chúng ta không cần bật máy lên. Các bạn cắm điện vào. Rồi, ok. Cắm điện vào thì các bạn cũng không cần phải bật máy. Đây, các bạn nhìn này, mình không cần bật máy. Chúng ta sẽ dùng que đồng hồ. Chúng ta sẽ chọc tắt chân 3, 4 của IC quang. Tức là gì? Chúng ta chọc tắt cái chân mà nó kết nối cùng với cái con chiếc ấy, chứ không phải là cái chân mà kết nối về IC động. Các bạn chọc thử vào xem nó chạy không này. Đấy. Đó, các bạn chọc tắt cái các bạn thấy quạt chạy luôn. Đúng không?
chống lại. Đó. Thì nếu mà các bạn chập tắt cái chân 3 4 nó vào mà cái quạt nó chạy được như này thì điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó cho chúng ta chứng tỏ là gì? Quạt tốt. Tụ quạt tốt. Chi ắc điều khiển cấp nguồn tốt. Đấy, chi ắc điều khiển cấp nguồn tốt. Bởi vì chi ắc điều khiển cấp nguồn tốt thì các bạn chọc cái này vào thì nó mới gì? Thì con chi ắc này nó mới cấp nguồn cho quạt chạy được. Như vậy là toàn bộ cái khối, khi các bạn chọc tắt như vậy mà nó chạy được, toàn bộ cái khối cấp nguồn bao gồm từ nửa bên này của IC quang đến chiác, tụ quạt, rồi quạt là ok. Thế còn nếu các bạn chọc vào mà nó không chạy được thì các bạn sẽ sửa cái phần gì? Kiểm tra tụ quạt, kiểm tra chiác và cái nguồn nguồn nuôi chiác ở đây. Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta chọc vào mà nó chạy được như này thì chúng ta không kiểm tra phần đó nữa, mà chúng ta sẽ đi kiểm tra phần gì? Phần lệnh điều khiển từ vi xử lý, điều khiển chân 1 2 của IC quang. Giờ mình sẽ tiến hành đo thử. Như mình vừa lần mạch thì các bạn đã thấy rằng chân 1 2 của IC quang ở đây thì chân 1 đã được cấp nguồn. Chân 1 là cấp nguồn 5V. Chân 1 là thông với nguồn 5V. Chân 1 chính là cái chân mà IC quang người ta đánh dấu. Người ta trên IC quang nó có một cái chấm nhỏ. Chấm nhỏ đấy nằm ở đâu thì chân 1 chính là nằm ở đấy, hoặc người ta vẽ cái mũi tên chỉ vào cái chân của nó. Thì cái chân đấy. Nói thì cái vấn đề về đọc về IC thì mình cũng không hướng dẫn tiện ở cái clip video này. Thì mình cũng chỉ là giới thiệu qua thôi. Là tất cả các IC mà chân mà đánh dấu chấm. Cái chân mà đầu tiên chỗ vị trí đánh dấu chấm trên IC, chân đấy là chân 1. Thì ở đây chân 1 lật lại là nó nằm ở đây. Thì mình vừa đo là nó thông với gì? Chân số 1 là thông với, chân 1 là thông với dương tụ 5V. Như vậy để điều khiển được con IC quang làm việc thì vi xử lý sẽ điều khiển cái chân 2 nối mát. Thế thì để đo được là lệnh của nó có điều khiển đây hay không thì các bạn sẽ đo như sau. Có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đo trực tiếp cái chân và hai chân của IC quang này luôn. Rồi. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đo gì? Que dương chung, và chúng ta đo với, chúng ta để que dương ở chân tụ lực nguồn 5V và que đen chúng ta để chân 2 của nó. Nếu mà vi xử lý xuất lệnh ra thì điện áp nó sẽ xuất hiện. Chúng ta đo thằng 10V DC. Cách thứ nhất. Thì hướng dẫn cách thứ nhất. Cách nhất là các bạn đo vào. Rồi. Các bạn sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo vào que dương vào chân 1 và que đen vào chân 2 của vị trí IC quang. Ok, và sau đó chúng ta sẽ gì? Tiến hành bật máy. Rồi, đấy, dưa lè lúc đó đóng cạch cái luôn. Và các bạn thấy là gì? Không có điện áp. Không có điện áp. Rồi. Cách thứ hai, mình hướng dẫn cách đo. Đây gọi là gì? Đo lệnh. Xem vi xử lý có xuất lệnh cho cái điều khiển IC quang này không. Cách thứ hai là chúng ta sẽ để chân dương ở dương tụ lực nguồn 5V hoặc chân đầu ra 7805 và que đen thì chúng ta sẽ để ở chân 2 của IC quang. Mình sẽ đo cho các bạn xem. Đấy. Mình sẽ đo cho các bạn xem là chúng ta sẽ để que dương ở chân tụ lực nguồn 5V và que đen chúng ta để chân 2. Như này. Và mình sẽ bật máy lên. Rồi. Đấy các bạn nghe tiếng dưa lè đóng cạch cái mà đồng hồ không có điện áp. Rồi. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta khẳng định là ra gì? Vi xử lý này không xuất lệnh điều khiển IC quang. Đấy.
có một cách thử nữa, và chúng ta thử xem là con IC quang này còn chạy tốt hay không. Thì các bạn dùng đồng hồ đo ở thang, chúng ta dùng đồng hồ thang ở thang nhân 1 hoặc nhân 10 đều được. Chúng ta sẽ để que đen ở cái vị trí chân 2 của con IC quang này, và que đỏ chúng ta sẽ chạm chạm vào chân mát của tụ lọc nguồn 5V. Đấy. Các bạn giả lệnh, đây gọi là phương pháp là gì? Giả lệnh, giống như kiểu vi xử lý gì. Thì các bạn nhớ là phải để đồng hồ ở thang đo X1 hoặc là X10 nhé, để cho nó có điện trở, nếu không chúng ta đấu trực tiếp xuống mát là đôi khi chúng ta sẽ làm hư hỏng mạch điện đấy. Đó. Bởi vì cái đồng hồ này chúng ta là gì? Càng để cái thang X1 là dòng nhỏ, là dòng lớn, trong chúng ta càng tăng thang thì cái dòng nó càng gì? Càng bé đi. Thì nó đã chạy qua cái điện trở bên trong đồng hồ này. Thì đây là phương pháp chúng ta sẽ kích thử, chúng ta đo một que ở cái chân 2 của IC quang và một que chúng ta sẽ chạm nhẹ vào chân mát của tụ lọc nguồn. Chúng ta sẽ thấy nó quạt hoạt động được như này. Như vậy là gì? IC quang đang làm việc tốt, mà là gì? Mà là ở đây là vi xử lý IC tổng này không xuất lệnh. Không xuất lệnh điều khiển quạt. Đấy. Mình chỉ chạm cái thôi. Khi các bạn thử các bạn chỉ cần quẹt chạm cái thôi. Đó. Rồi, nhưng sau khi chúng ta xác định được nguyên nhân hư hỏng của con máy này là do IC tổng này không xuất lệnh ra. Thế thì lý do gì để IC tổng không xuất lệnh điều khiển quạt? Thì ở đây nó có hai lý do. Một là chúng ta bị mất tín hiệu nguồn ACDS. Thì tại sao gọi là nguồn ACDS? Thì mình cũng tiện thể mình cũng sẽ giới thiệu luôn là nguồn ACDS là cái nguồn mà một cái tín hiệu dùng để cái IC tổng này nó theo dõi cái sự tăng giảm của cái nguồn điện AC để mà nó kiểm soát cái điện áp AC ổn định hay không ổn định, sự tăng giảm của cái nguồn điện AC để mà nó điều khiển cái quạt này hoạt động. Thế thì nguồn ACDS sẽ xuất hiện trong những cái mạch, xuất hiện trong những cái mạch mà chúng ta có sử dụng gì? Chúng ta sử dụng chiac, chúng ta sử dụng chiac, photo chiac để điều khiển tốc độ của một cái động cơ, thì người ta đều phải sử dụng cái mạch ACDS. Hướng dẫn các bạn cách dò tìm cái mạch ACDS của con này nó nằm ở đâu. Đối với mạch máy giặt ấy, cái hỏng cái mạch ACDS này thì nó sẽ có thể là không lên được nguồn, chúng ta bật máy không lên được nguồn. Nhưng đối với điều hòa thì mất cái nguồn này chúng ta thì nó chỉ xảy ra cái bệnh là có thể là bị mất lệnh quạt, bởi vì là ở đây chỉ có duy nhất một mình con chiếc điều khiển quạt thôi, còn ra người ta không dùng chiếc điều khiển cái gì cả, ta chỉ dùng chiếc để điều khiển một mình cái quạt ra lạnh thôi. Đó. Thế thì để mà lần được cái mạch ACDS đấy nó nằm đâu thì mình xin giới thiệu các bạn là ACDS thì nó có nhiều dạng để khác nhau. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì cái mạch này cũng như là cái mạch khác, cái nguyên lý nó cũng giống nhau cả thôi. Thì nếu người ta dùng nguồn tuyến tính thì người ta sẽ lấy ngay sau cái cầu nán diode. Chẳng hạn như cái mạch máy giặt Sanyo thì người ta cũng lấy ngay sau cái gì? Ngay sau cái vị trí cầu nán diode, hoặc là mạch điều hòa Funiki mà dùng biến áp cấp nguồn thì các bạn cũng thấy là nó cũng sẽ dùng lấy ngay sau cái cầu nán diode này. Còn nếu với loại mạch nguồn xung thì người ta cũng lấy ngay từ cái đầu vào, ngay từ cái lọc nhiễu, ngay từ chỗ cái điện cắm AC này vào. Các bạn cứ để ý là ngay sau cột lọc nhiễu người ta sẽ có một cái mạch người ta lấy. Các bạn lần nhiều các bạn sẽ quen, sẽ hiểu ra được. Ở đây mình cũng không tiện để nói sâu về cái vấn đề mạch nguồn ACDS, cái đó mình sẽ nói vào một cái video clip riêng. Thì các bạn cứ để ý nhìn sơ qua thì tất cả các cái ở đây người ta cái biến áp này người ta dùng hai nguồn này. Các bạn để ý là bốn con diode này thì người ta lọc một cái nguồn, người ta nắn vào cái tụ to này. Bốn con diode bé này, người ta lọc một cái nguồn ở cái dây xanh, hai dây xanh này người ta nắn lọc vào cái tụ bé hơn này. Thế thì ở đây các bạn để ý là đây nó có thêm một con diode nữa. Đấy. Một con bốn, ngoài bốn con diode lọc chính này ra, tức là nắn cầu nắn hai nửa chu kỳ đấy, người ta dùng bốn con tức là nắn hai nửa chu kỳ đấy. Thì các bạn thấy có một con diode đứng rời như này. Giống hệt chủng loại con này và đứng rời. Thì thông thường mạch ACDS ấy, người ta sẽ lấy gì? Lấy trước khi nắn vào cái tụ lọc này, bởi vì là khi nó vào cái tụ lọc này rồi thì nó sẽ bị điện áp phẳng. Thì nó sẽ không còn cái tín hiệu của sóng sin nữa, thì người ta sẽ lấy trước khi nó đi vào con tụ này thì người ta sẽ gì? Người ta sẽ lấy cái tín hiệu ACDS đấy nằm ngay phía bên này của diode. Thì ở đây mình lần cho các bạn xem tại cái vị trí giác cắm nguồn của biến áp này, thì các bạn thấy là gì? Hai chân bên này đi vào nắn
bởi bốn con diode cầu nắn này lọc vào con tụ to này. Đấy, các bạn thấy đây, bốn con này lọc tụ to, bốn con bé này thì lọc sang cái tụ nhỏ hơn. Và các bạn thấy ở đây có con diode đứng rời này, các bạn thấy này, các bạn nhìn này, đây là bốn chân này, đây là con diode D9 này, D9 nó đứng rời này, thì một đầu của diode này sẽ vào dương tụ vào nguồn luôn, chân mát chung. Thế thì bạn thấy tại ngay cái vị trí mà phía trước diode, trước khi vào, trước khi đi qua con diode này, tức là ngay cái vị trí này đây, tức là ngay cái vị trí chỗ giữa này. Đấy, trước khi nó đi qua con diode này để vào con tụ lọc này, thì người ta sẽ lấy, người ta chích một cái mạch, người ta đi vào đây và đi qua con chợ này. Đó, các bạn hãy đi qua con chợ này, sẽ đi qua đây, đi sang chợ này, đây, từ đi vị trí giữa này đi vào đây quan chợ thì chính là con chợ này. Đó, con này có chỉ số là nâu đen cam, tức là 10K. Đấy, thì các bạn thấy là gì, con chở này sẽ kích vào chân B của con Q4 này, tức là con bóng bắn dẫn dán này. Đó, như vậy con bóng bắn dán này chính là cái con mà sẽ làm việc với tín hiệu ACS. Và cái chân, cái này thì con bóng dán này thì chân B đây các bạn này, B, C, E, kể cả bóng thuận hay bóng ngược thì vị trí chân nó vẫn vậy, B, C, E, mình chỉ lại các bạn xem nhé, B, C, E. Thì để biết là con bóng này là ngược hay thuận thì có nhiều phương pháp xác định. Thì các bạn dùng đồng hồ thang đo nhân 1, thì chúng ta sẽ đo vị trí gì, chân B của nó thì được nối với con trở lấy tín hiệu từ chỗ diode này rồi, thì chân E của nó các bạn cứ đo, nếu chân E của nó mà thông với gì, dương tụ thì là thuận, mà thông với mát tụ thì là bóng ngược. Đây các bạn nhìn đồng hồ này, chân E của nó thông với mát tụ, như vậy là con bóng này là con bóng ngược. Chân C thì chạy về vi xử lý thông qua con chở R36, thông qua con R36 nằm ở đây, đây thông qua con R36 này, đây chân C nó thông, mình thì đo nó đến con chở đầu con chở R36 này, đấy các bạn thấy chưa, nó sẽ đến đầu con chở R36 và đầu kia thì thông vào vi xử lý, thông vào IC tổng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đo xem là cái tín hiệu tại cái vị trí ăn trở này và chân B của con bóng này nó có chưa. Đặt vào thang đo 10V. Chúng ta sẽ cấp điện. Và chúng ta sẽ đo là gì? Một chân chúng ta sẽ để ở mát tụ, tức là một chân để chân gì? Chân E còn bóng bắn dẫn này. Chúng ta có thể để chân E bóng bắn dẫn này cũng được, hoặc là chúng ta để mát tụ, vì chân E con này thông với mát tụ, chân E của bóng bắn dẫn thông mát tụ. Chúng ta sẽ đo vào chỗ đầu vào của con chợ, các bạn thấy có điện áp này, tức là ngay vị trí diode đấy. Chúng ta sẽ đo xem là đầu vào này có điện áp không. Rồi, đầu vào con chợ chúng ta có điện áp là khoảng tầm 9V, 9V DC. Rồi, đầu ra con chợ chúng ta có khoảng tầm hơn 2V DC. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đo với cái chân C của con bóng này. Rồi, chúng ta thấy nó có điện áp. Thế nếu như mà con bóng bán dẫn này mà hoạt động thì cái điện áp ở chân C của nó sẽ bị nối mát và nó sẽ giảm tụt thấp. Đó, ok. Sau khi chúng ta kiểm tra mà con trở này không đứt, sau khi chúng ta đo điện áp và kiểm tra con trở này, đây chúng ta sẽ dùng đồng hồ đo đo trở 10K. Thì chúng ta đo thử xem nếu con trở này không đứt thì chúng ta tiến hành thay thử con bóng bán dẫn và đo bóng bán dẫn và thay thử. Rồi, như vậy là con trở này không đứt các bạn nhé. Kim lên 2 chiều. Kim lên 2 chiều. Mình gì? Chúng ta tiến hành thay thử ở bóng bán dẫn. Đây nó sử dụng bóng dẫn ngược. Các bạn sẽ thay cần bóng khác. Bởi vì thông thường nếu chở không đứt, chở mà không đứt
thì chỉ có hư hỏng bóng bán dẫn. Các bạn cho ra ngoài, các bạn có thể đo lại con bóng bán dẫn này. Còn chờ tí mình sẽ kiếm con trợ con bóng bán dẫn để thay vào. Đây, mình sẽ lấy ở trong cái vị cũ này ra. Thì các bạn nhớ là cái bóng này bóng ngược, các bạn phải kiếm, phải đo kiểm tra con nào là con ngược thì các bạn thay vào mới được nhé. Các bạn để người ta sử dụng con thiết kế là con ngược, các bạn lại thay con thuận vào là không được. Ta phải, người ta thiết kế con này là con ngược, chân e thông với ma tức là con ngược, chưa chắn sẽ to ngược. Thì chúng ta phải kiểm tra tìm con nào là con ngược, ra gỡ ra chúng ta thay. Kiếm được con bóng dẫn. Ủa thôi. Đây à. Đặt cái trôi luôn. Đây, chúng ta sẽ tiến hành đo cái áp chân của nó. Đấy, chúng ta sẽ để gì? Chúng ta sẽ để một quai đen ở ma tụ. Quai đỏ chúng ta sẽ để ở chân C. Đấy, các bạn thấy chưa? Lúc nãy chúng ta đo con cũ của nó là gì? Chân C này chúng ta, chân C chúng ta đo được khoảng tầm gì? Hơn 2V. Như vậy là con bóng bán dẫn đấy không hoạt động. Nếu nó hoạt động thì nó nối mát thì điện áp nó sẽ tụt giảm. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó chỉ còn khoảng tầm dưới 1V thôi. Đó. Bây giờ chúng ta thử xem nó có chạy không. Rồi. Mình sẽ cắm cái bóng đèn lốc này vào. Rồi, mình sẽ bật thử các bạn nhé. Đó, các bạn thấy đèn lốc đã sáng. Đấy, quạt chạy luôn, tí quạt sẽ chạy luôn. Tại vì ở đây mình bật bằng chức năng auto cho nên quạt sẽ chạy chậm một tí. Sau khi lốc đóng khoảng một tí quạt sẽ chạy. Còn nếu chúng ta dùng điều khiển thì quạt nó sẽ chạy ngay. Đấy. Rồi, như vậy là lốc đã đóng và quạt đã chạy. Mình tắt đi này, mình tắt đi rồi mình bật lại luôn này. Còn mình tắt đi này, bật lại luôn này. Đó, thì quạt sẽ chạy trước. Đấy. Chúng ta tắt đi và bật lại luôn thì quạt sẽ chạy trước và sau một lúc nếu không vấn đề gì thì nó sẽ xuất điện để cấp điện cho lốc chạy. Các bạn kiên nhẫn chờ vì thử máy, sửa máy và thử máy chứ chúng ta phải kiên nhẫn.
Rồi, như vậy là quạt chạy sau một thời gian không có vấn đề gì cả thì nó sẽ xuất điện cấp cho block cũng nóng làm việc. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước kiểm tra và sửa chữa căn bệnh thực tế của một cái mạch điều hòa, và căn bệnh cụ thể của cái mạch này đó là gì? Mất tín hiệu nguồn ACS, mất tín hiệu xung nguồn ACS thì khi xử lý đã không xuất lệnh để điều khiển quạt giàn lạnh chạy, và hiện tượng hư hỏng chính là gì? Đóng lốc mà quạt giàn lạnh không chạy, block cục nóng chạy mà quạt giàn lạnh lại không chạy. Như vậy là mình đã sửa chữa cái mạch này xong rồi, và mình sẽ vệ sinh sạch sẽ để mai mình sẽ giao giải cho anh em thợ đi lắp cho khách. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là cho mình thêm một cái động lực để làm thêm nhiều cái video hữu ích để mình chia sẻ cho tất cả các anh em đồng nghiệp cùng tham khảo, cùng nhau làm, cùng nhau phát triển. Chúc tất cả các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.